Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình cùng với các bạn chúng ta cùng nhau đi học một cái đề tài, đó chính là trợ từ tơ trong tiếng Trung. Thì trợ từ tơ trong tiếng Trung tương đối là đặc biệt, và trong quá trình mà các bạn mới học tiếng Trung hoặc là chúng ta đang trong quá trình học thì có rất nhiều những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi liên quan đến trợ từ tơ này, cách dùng như thế nào. Thì ngày hôm nay mình đặc biệt làm cái đề tài này để cùng với các bạn cùng nhau đi phân tích, tham khảo. Thì trước tiên chúng ta nói về cái cấu trúc, định ngữ. Cấu trúc về thì sẽ gồm là định ngữ cộng với tơ cộng với trung tâm ngữ. Đầu tiên chúng ta sẽ vào tìm hiểu cái chức năng của tơ. Thứ nhất, cái ý đầu tiên đó chính là định ngữ biểu thị quan hệ sở hữu và hạn định. Ví dụ, một số cái dẫn chứng ở phía dưới: Wo de shu chính là sách của tôi. Ở đây chính là biểu thị cái quan hệ sở hữu, và wo là làm định ngữ. Thì ở phía dưới chúng ta cũng thấy được một cái dẫn chứng khác là tha de shu tiền. Tha tờ sử tiền là từ điển của anh ấy, biểu thị sở hữu, và tha ở đây cũng là làm định ngữ. Hay ở phía dưới cái thứ ba này, cái dẫn chứng thứ ba là wo men de lao sư. Wo men de lao sư, thầy giáo của chúng tôi. Ở đây cũng là biểu thị sở hữu và wo men làm định ngữ. Vì vậy khi mà các bạn nói tới cái biểu thị quan hệ sở hữu ấy, thì khi mà chúng ta nói tới mình muốn sở hữu một cái gì hay ai muốn sở hữu một cái gì, thì các bạn cứ thêm cái định ngữ, hay là chúng ta gọi là cái chủ từ sở hữu ở phía trước, sau đó tới tơ, rồi thêm cái trung tâm ngữ ở phía sau. Ví dụ như là mình nói là gì? Bố của tôi. Của tờ papa, mẹ của tôi, của tờ mama, chị gái của tôi, của tờ chia xe, hay là gì, cái xe của tôi, của tờ chơ trừ, hay là cái nhà của tôi, của tờ phản trừ. Có nghĩa là các bạn cứ thêm cái chủ ngữ, cái định ngữ ở phía trước, sau đó cộng với từ tơ, rồi sau đó là chúng ta thêm những cái đối tượng mà chúng ta muốn sở hữu ở phía sau. Ví dụ như ở phía dưới có cái ví dụ dẫn chứng là chơ bù sư của tờ sầu chi. Chơ bù sư của tờ sầu chi, sầu chi chính là cái điện thoại, tờ chính là cái trợ từ sở hữu, của chính là tôi, thì của tờ sầu chi chính là điện thoại của tôi. Thì chơ bù sư đây không phải là, câu này nguyên câu sẽ là đây không phải là điện thoại của tôi. Chưa bù sư của tờ sầu chi. Rồi tiếp theo, tới cái ý tiếp theo đó chính là khi tính từ, cụm tính từ là hai âm tiết làm định ngữ thì chúng ta cần phải thêm tờ. Ví dụ, Pheo leng tờ xẻo chè. Thì chúng ta thấy được rằng là đây chính là cái tính từ đẹp, pheo leng, nhưng mà nó có hai âm ngữ, thì lúc này chúng ta phải thêm cái chữ tơ ở phía sau trước cái danh từ chính là xẻo chè. Pheo leng tờ xẻo chè chính là cô gái đẹp, hay là gì, hần sung mỉnh tờ xẻo hải. Hần sung mỉnh chính là cụm tính từ định ngữ, và chúng ta thấy được ở phía sau có chữ tơ và tới xèo hài. Xèo hài chính là em bé, chính là nói tới là em bé rất là thông minh. Rồi, chúng ta đi xuống phía dưới xem một cái ví dụ. Gùa pa pa sư hần xoay tờ rận. Hần xoay tờ rận. Gùa pa pa sư hần xoay tờ rận. Bố tôi là người rất đẹp trai. Thì lúc này chúng ta thấy được rằng ở phía này có cụm hần xoay, chính là cụm tính từ làm định ngữ.
Bởi vậy cho nên là phía sau hần xoay chúng ta phải thêm tơ, và rồi mới tới rận. Hoặc là chúng ta có thể nói một cái ví dụ khác, ví dụ như là gùa ma ma sư hần peo leng tờ rận, có nghĩa là mẹ của tôi là người rất là đẹp gái. Rồi, chúng ta đi xuống ý tiếp theo là khi tính từ lặp lại làm định ngữ cần thêm tơ. Khi tính từ lặp lại có nghĩa là hai cái tính từ nó lặp lại, thì lúc này chúng ta phải cần thêm thêm tơ. Ví dụ các bạn nhìn ở phía dưới có cái dẫn chứng là pải pải tờ su bao. Pải 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 đây chính là tính từ, là màu trắng, thì pải pải chính là trắng trắng, tờ đây chính là trợ từ sở hữu, tới su bao chính là cái cặp sách. Thì cái câu này là gì? Pải pải tờ su bao có nghĩa là cái cặp màu trắng trắng. Hoặc là chúng ta có thể nói là gì? Hùng hùng tờ xỉa trừ, có nghĩa là gì? Là cái giày màu hồng, màu đỏ, đỏ đỏ. Còn ở phía sau này là chúng ta thấy trợ từ tơ tới xẻ trừ. Xẻ trừ chính là cái giày, có nghĩa là cái giày màu đỏ đỏ. Hay là chúng ta có thể nói là gì? Lui nui tờ chuyển trừ là cái váy màu màu xanh. Hay là lản lản tờ mau trừ, có nghĩa là cái nón màu xanh da trời. Khi mà chúng ta có hai cái tính từ mà nó đi liền nhau như vậy thì ở phía sau là nhất định chúng ta phải thêm chữ tơ rồi mới tới cái danh từ hay là ở phía sau. Rồi, chúng ta xuống cái ví dụ ở phía dưới là gì? Tha ta ta tờ rèn trinh, toàn toàn tờ thẩu phà. Có nghĩa là gì? Cậu ấy có cái đôi mắt to và mái tóc ngắn. Ta ta ở đây chính là gì? Lớn, lớn, ta là lớn, đây là lớn lớn. Tờ rèn trinh có nghĩa là có cái đôi mắt lớn. Toàn toàn tờ thẩu phà, toàn ở đây chính là ngắn. Thẩu phà chính là tóc, toàn toàn tờ thẩu phà chính là có mái tóc ngắn ngắn. Bởi vậy chúng ta thấy được rằng là khi mà hai cái tính từ lặp lại hay hoặc là chúng ta gọi là đi liền nhau đó, thì lúc đó chúng ta đều phải thêm tơ ở phía sau rồi mới tới cái danh từ. Còn chúng ta không thể nói là gì? Chúng ta không thể nói là pải pải su bao. Nếu mà nói pải pải su bao là cái ý nghĩa nó hoàn toàn khác. Cho nên là khi mà có hai cái tính từ đi liền nhau nhất định chúng ta phải thêm tơ ở giữa, ở phía sau. Rồi, tiếp theo là cái chú ý là khi định ngữ làm cụm chủ vị thì nhất định chúng ta phải thêm tơ. Chúng ta xuống xem một cái ví dụ. Wo xi huan sư ma ma cho tờ phan. Wo xi huan ma ma cho tờ phan. Có nghĩa là tôi thích ăn cơm mẹ nấu. Chúng ta thấy được rằng là cho tờ phan có nghĩa là cơm. Ma ma cho tờ phan chính là cơm mẹ nấu. Còn nếu như mà cho phan chính là nấu cơm. Cho nên nếu như mà khi cái định ngữ là cụm, khi cái định ngữ của chúng ta là cụm chủ vị thì nhất định chúng ta phải thêm cái tơ vào phía sau, phía sau cái động từ. Ví dụ như ở chỗ này lại chính là cái động từ chính là nấu thì chúng ta phải thêm ở phía sau. Hoặc là ở phía dưới này thì chúng ta có một cái ví dụ là chơ sư gùa, chơ sư chè che cày gùa tờ chẹn. Chơ sư chè che cày gùa tờ chẹn có nghĩa là đây là tiền chị tôi cho tôi.
Thì chúng ta thấy được là cái câu này đó chính là chữ tơ. Chúng ta thấy rằng vua tơ xiển thì lúc này cái cụm chủ vị này là chúng ta phải thêm tơ ở phía sau của vua tơ xiển. Có nghĩa là đây là tiền chị tôi cho tôi. Rồi chúng ta qua ý thứ hai là kết cấu tổ tổ từ chữ tơ. Ví dụ như các danh từ, đại từ, động từ, tính từ hoặc cụm từ thêm tơ ở phía sau sẽ hình thành nên tổ từ chữ tơ. Khi đó có thể lược bỏ trung tâm ngữ dùng để tỉnh lược danh từ đã được nhắc tới ở phía trước giúp câu nói ngắn gọn hơn. Mẫu câu này cũng hay được sử dụng trong khẩu ngữ. Rồi, ví dụ chúng ta đi vào tìm hiểu, phân tích một cái ví dụ. Chơ bần trả chư sư trung quẩn tờ. Chơ bần trả chư sư trung quẩn tờ. Cuốn tạp chí này là tạp chí tiếng Trung. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là nếu như mà cái câu phía trên đầy đủ sẽ phải đọc là chơ bần trả chư sư trung quẩn tờ trả chư. Nhưng chúng ta đã lược bỏ cái từ trả chư đi. Và chúng ta thấy được rằng là thêm tơ ở phía đằng sau này. Khi chúng ta đọc câu này thì chúng ta cũng sẽ hiểu được là trung quẩn tờ trả chư. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đọc là trung quẩn tờ. Chúng ta lược bỏ cái trả chư tại vì trả chư, cái tạp chí này nó đã nằm ở phía trước rồi. Hay như cái ví dụ ở phía dưới là Guo tờ mao trừ sư lãn tờ. Cái mũ của tôi là màu xanh. Lãn tờ ở đây chính là gì? Lãn tờ mao trừ. Vì ở phía trước đã có mao trừ rồi cho nên phía sau chúng ta chỉ cần thêm cái trợ từ tờ là chúng ta đã hiểu rằng đây cái màu xanh này nhắc tới chính là cái mũ màu xanh. Rồi. Tiếp theo chúng ta xuống tìm hiểu tiếp. Tuy nhiên khi sử dụng tổ từ này chúng ta cần phải chú ý tới hai điểm. Thứ nhất, trung tâm ngữ phải được nhắc đến hoặc xuất hiện trước đó, hoặc không nói đến nhưng mọi người có thể ngầm hiểu cái trung tâm ngữ đó là gì. Ví dụ, chơ su bao sư nì tờ ma, chơ su bao sư nì tờ ma. Cái cặp sách này là của bạn à? Trung tâm ngữ ở đây chính là gì? Su bao đã được nhắc đến ở trước. Cho nên ở phía sau này chúng ta nì tờ ở đây chính là nì tờ su bao nên chúng ta đã lược bỏ vì ở phía trước là đã có cái trung tâm ngữ chính là su bao rồi. Rồi qua cái thứ hai là thứ hai trung tâm ngữ phải là người hoặc vật cụ thể không được là vật trừu tượng. Rồi chúng ta đi vào tìm hiểu cái ví dụ này. Chơ sư xuẩy tờ xiển. Đây là tiền của ai? Bù sư của tờ. Không phải của tôi đâu. Sư của tờ. Của tôi đấy. Thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu xem chơ sư của tờ xiển. Có nghĩa đây là tiền của ai? Bù sư của tờ. Bù sư của tờ đây chính là bù sư của tờ xiển. Vì ở phía trước đã nhắc tới xiển rồi. Cho nên ở phía sau là chúng ta có thể lược bỏ. Cũng đồng nghĩa giống như vậy ở phía dưới này là sư của tờ. Nhưng mà nếu như đầy đủ phải là sư của tờ xiển. Vì ở phía trước này chúng ta đã nhắc tới, cho nên ở phía sau này chúng ta có thể lược bỏ. Rồi. Tiếp theo chúng ta qua cái ý thứ ba. Chính là kết cấu nhấn mạnh sư tờ. Kết cấu sư tờ dùng để nhấn mạnh thời gian, địa điểm, phương thức của một hành động đã xảy ra trong quá khứ, thể hiện người hỏi hay người đang muốn nói nhấn mạnh vào một cái vấn đề gì đó trong giao tiếp. Ví dụ, Guo sư cho Fei Chi lại tờ. Guo sư cho Fei Chi lại tờ. Chính là tôi đi máy bay đến đây. Thì cái sư tờ này chính là đang nhấn mạnh cái phương thức, cái phương tiện ở đây chính là gì? Máy bay.
Ủa, sư cho phây chi lại tờ, có nghĩa là tôi đi máy bay đến đây. Hay ở cái phía dưới thì ủa sư lưu tiền ban sư tờ, có nghĩa là tôi ăn lúc 6 rưỡi. Lúc này thì đang nhấn mạnh về thời gian, ở đây chính là lưu tiền ban sư tờ. Rồi chúng ta qua một cái chú ý nữa là chúng ta có thể được bỏ sư ở trong câu khẳng định. Ví dụ, ủa sư pa tiền sư phan tờ, ủa sư pa tiền sư phan tờ, có nghĩa là tôi ăn cơm lúc 8 giờ. Thì chúng ta cũng có thể được bỏ từ từ sư, thì câu sẽ chuyển thành là gì? Ủa pa tiền sư phan tờ. Lúc này chúng ta đã được bỏ cái từ sư ở phía sau từ của câu nguyên bản của nó, ở phía trên là có từ sư, phía dưới này chúng ta đã lược bỏ, thì câu này vẫn có nghĩa đầy đủ giống như là câu trên, cho nên là chúng ta có thể lược bỏ từ sư ở trong câu khẳng định. Nhưng đối với cái dạng mà phủ định thì chúng ta không được lược bỏ. Dạng phủ định của sư tờ chính là pú sư tờ, trong đó sư không thể lược bỏ. Ví dụ, ủa bổ sư cho phây chi lại tờ, có nghĩa là tôi không phải đi máy bay đến đây. Nếu như chúng ta lược bỏ thì cái câu này nó sẽ chuyển thành là gì? Của pu cho phây chi lại tờ. Câu này và câu trên này hai cái nghĩa nó không có giống nhau nữa. Khi mà lược bỏ cái từ sư ở đây thì câu này lúc này có nghĩa là tôi không ngồi máy bay đến. Còn ở câu phía trên là tôi không phải đi máy bay đến. Còn ở phía dưới là tôi không đi máy bay đến. Cho nên nếu như ở trong câu mà phủ định thì chúng ta không có bỏ cái từ sư đi mà chúng ta phải giữ nguyên. Cho nên là chúng ta phải chú ý câu này là chúng ta không có nên lược bỏ mà chúng ta phải để chữ sư lại. Chỉ có câu khẳng định giống như là ở phía trên này thì lúc này chúng ta mới có thể lược bỏ từ sư. Rồi, ngày hôm nay mình cùng với các bạn chúng ta cùng nhau học tập tới đây. Nếu như các bạn có những câu hỏi hay có những thắc mắc gì thì có thể vui lòng để lại bình luận ở phía dưới. Mình sẽ cùng giải đáp và học tập với các bạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn may mắn và thành công.